Jujutsu Kaisen 247 vĩnh biệt Hiruguma, Yuji tung đòn kết liễu Sukuna. Ở chapter trước, khi Sukuna mở mồm khen Hiruguma là kẻ có thể so sánh được với Gojo, mình đã có một dự cảm không lành vì cách nay không lâu, Nguyền Vương cũng từng ví von sức mạnh giữa Hajime và Thầy Năm. Cái kết thì ai cũng biết rồi đấy, Pikachu chap trước vừa được khen chap sau ngỏm luôn. Đáng buồn thay, dự cảm ấy lại trở thành sự thật. Sau khi được đưa lên tận mây xanh, thậm chí nhiều người còn cho rằng sắp đổi mên, thì Hiruguma trong chapter mới lần này đã ra đi chân lạnh toát. Tuy nhiên cái chết của anh không hề vô nghĩa, cũng không phải là dấu chấm hết cho giới chú thuật, mà thay vào đó chính là động thái của tác giả nhằm đòi lại hào quang cho nhân vật chính sau hơn 200 chap bị chiếm spotlight. Cụ thể diễn biến ra sao, mời anh em cùng Weibu Never Die đi tìm hiểu nhé! Mở đầu chương là quang cảnh tiếp nối ở chap trước khi mà Hiruguma đã dùng sức mạnh hồi tưởng để lấy lại tinh thần và thắp sáng trở lại thanh kiếm thi hành án. Sukuna lúc này đã vô cùng phấn khích, hắn không chỉ tỏ ra hứng thú với thanh kiếm nữa mà thay vào đó là hứng thú với toàn bộ những sức mạnh mà Hiruguma sở hữu sau khi anh thức tỉnh một loạt các kỹ thuật chỉ trong vòng 2 tháng, bao gồm phản chuyển thuật thức. Không chỉ dừng lại ở phòng thủ, Hiruguma còn áp dụng nó vào tấn công và thể hiện ra việc mình đích thị là một thiên tài nghìn năm có một. Nhìn vào điều ấy, Sukuna bất chợt nhớ lại trận chiến với Gojo Satoru. Và điên rồ hơn, hắn còn khẳng định cách sử dụng thuật thức của anh luật sư đã tiệm cận với mình trong trận chiến ấy. Khen qua một lượt xong, Nguyền Vương bắt đầu thể hiện sự tôn trọng mà hắn xem như đặc ân dành cho các đối thủ mạnh. Đó là ghi nhớ tên của đối thủ, cụ thể là toàn bộ họ tên Hiruguma Hiromi, tương tự như cách hắn ghi nhận cái tên Gojo Satoru trước đây. Cơ mà thông qua điều ấy ta cũng biết được rằng Nguyền Vương xem thường Yuji đến mức nào, bởi vì từ khi tách khỏi cơ thể đến nay hắn luôn gọi cậu là con chuột nhắt hoặc là thằng nhãi, chứ chưa bao giờ gọi là Itadori hay là Yuji. Quay lại với trận chiến, vừa nhắc tên anh luật sư, gã phản diện vừa dùng hai tay dưới để kết ấn, chuẩn bị cho loạt tấn công kết liễu. Trong sự bất ngờ của Hiruguma và Yuji, hàng chục tòa nhà xung quanh chợt sụp đổ, tạo ra một khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Dù vậy, chàng luật sư vẫn không chùn bước, anh chạy qua đống đổ nát, hướng thẳng về phía Sukuna và tung nhát chém. Nhưng thứ mà Hiruguma chém trúng chỉ là đất đá, về phần Nguyền Vương hắn đã nhảy ra sau với một tốc độ nhanh hơn cả cái chớp mắt. Tưởng chừng mọi thứ đã xong thì may thay, Yuji đã đến kịp và hậu thuẫn, cứu đồng đội của mình một bàn thua trông thấy. Tuy nhiên, trình độ giữa hai người này là quá chênh lệch. Chỉ trong vòng 2 chiêu, Sukuna đã áp đảo Main và nhẹ nhàng đặt tay lên bụng cậu. Và grab, một phần bụng của Yuji đã bị cắt nát, trông như ô cờ để đánh caro. Máu văng tung tóe và bị gã phản diện quăng xuống đất. Không những thế, Nguyền Vương còn buông lời châm chọc, hãy tự biết vị trí của mình đi, người thật nhàm chán đấy, ta chả thấy chút hứng thú nào với người cả. Vừa giải quyết xong Yuji, toàn bộ đống đất đá từ đòn tấn công ban đầu cũng sụp đổ đè lên người cậu. Chuyến này thì Main nguy thật rồi anh em ạ. Dù đã mất đi người bảo kê, nhưng Hiruguma vẫn tiếp tục chạy đến, dùng toàn bộ sức lực của mình để đánh với Nguyền Vương. Lần này anh đã thay đổi cách thức tấn công, thay vì vung kiếm theo đường ngang thì chuyển thành đâm kiếm với một tốc độ cao. Dù vậy, Sukuna vẫn né đòn một cách dễ dàng, giống như sở hữu Haki quan sát vậy. Và cứ mỗi khi né thành công một đòn, hắn sẽ dùng tốc độ tiếp cận Hiruguma và tung ra một cú đấm trêu ngươi trông vô cùng khó chịu, giống như mèo vờn chuột vậy. Chỉ tội cho anh luật sư, càng đánh thì càng mệt mỏi, càng hứng chịu nhiều vết thương nhưng lại chỉ có thể tung đòn trong bất lực. Dù có dùng đến bao nhiêu phương pháp, cuối cùng vẫn chả chạm nổi một sợi tóc của Sukuna. Cuối cùng, gã phản diện nhảy lên một tòa nhà treo ngược đầu như người nhện và tung trả lại đòn tấn công gấp đôi canxi, gấp đôi thiên thạch, khiến Hiruguma trở thành dương quá. Tưởng chừng Sukuna đã muốn kết thúc tại đây, nhưng không, hắn bắt đầu hối thúc Hiruguma hãy mau dùng phản chuyển thuật thức để hồi phục lại cánh tay đi. Cùng lúc đó, hắn cũng bắt đầu tuyên truyền về tư tưởng lệch lạc của bản thân, tương tự như cách trước đây từng nói với Gojo và Hajime. Thật buồn cười làm sao, không quan trọng ta vô cảm đến mức nào, không quan trọng ta nghiêm túc ra sao, nỗi đau vẫn là nỗi đau, nó hiện diện rõ như ban ngày. Ý Sukuna muốn nói là dù Hiruguma rất mạnh, nhưng hắn còn mạnh hơn, mạnh đến mức dù không nghiêm túc thì cũng dễ dàng thắng được. Nghe những lời như vậy, vị luật sư quyết tâm đứng lên để tiếp tục chiến đấu. Và xoẹt, cánh tay trái của anh cũng bị cắt đứt trong chớp mắt. Điều đáng nói là mất tay trái đồng nghĩa với việc không dùng được kiếm nữa, trừ khi là có Zoro nhập và ngậm kiếm vào mồm mà thôi. Khi này dù đã có thể dễ dàng kết liễu Hiruguma nhưng Sukuna chưa vội làm thế, hắn tiếp tục đe dọa, tiếp theo sẽ đến đầu ngươi đấy. Và vẫn hối thúc anh luật sư dùng phản chuyển thuật thức để hồi phục vết thương và tiếp tục mang đến cho hắn nhiều trò vui hơn. Nếu không thì hắn sẽ ra tay kết thúc. Đứng trước sự ao trình đến mức bất lực ấy, tâm trí của Hiruguma đã không còn có thể tự tin như trước nữa. Anh bắt đầu suy nghĩ về sự thất bại và cái chết của bản thân, hay nói trắng ra là gần như mất đi ý chí chiến đấu. Nhưng cũng trong lúc con người ta suy sụp nhất, họ lại tìm thấy ánh sáng ấm áp nhất. Đối với Hiruguma, đó là vai trò quan trọng mà các đồng đội đã đặt trọn niềm tin vào anh. Cùng lúc ấy, một mũi tên máu từ phía xa lao đến Sukuna nhưng dễ dàng bị ngăn cản bởi một cú vẩy tay. Hắn nói rằng đó là xuyên huyết của Choso và tên này thật sự vô cùng bướng bỉnh. Vừa mới cháp trước bị xiên cho một chiếc bánh donut tưởng đã ngỏm thì cháp này lại xuất hiện một lần nữa. Trong lúc Sukuna đang mất tập trung, hay nói đúng hơn là tự cao tự đại vì nghĩ rằng Hiruguma đã mất ý chí chiến đấu, còn Choso chỉ là con cừu non chờ bị ăn thịt, thì vị luật sư đã hồi phục lại cánh tay phải, lao đến với tốc độ bàn thờ và tung ra một nhát kiếm đâm vào tay của Sukuna. Vậy là cuối cùng, sau rất nhiều nỗ lực của phe chú thuật sư thì Hiruguma cũng đã thành công đâm kiếm trúng cơ thể Sukuna. Và trên lý thuyết, hắn sẽ bị tuyên án tử hình, cơ mà đó chỉ là trên lý thuyết mà thôi, còn thực hành thì khác xa. Bởi lẽ dù đòn tấn công đã diễn ra rất bất ngờ, nhưng thứ Hiruguma đâm chỉ là một bàn tay không có liên kết đến cơ thể. Hay nói đúng hơn là Nguyền Vương đã chủ động vứt bỏ cánh tay ấy trước khi thanh kiếm xử hình nhân kịp đâm xuyên qua. Thậm chí Sukuna còn tỏ ra vô cùng thích thú và khen ngợi đâm hay lắm, ta có lời khen. Khen thì đương nhiên phải đi kèm là phần thưởng, và thứ mà Hiruguma nhận được chính là một cánh tay đặt lên bụng. Và rồi ý thức của anh luật sư dần dần trở nên mờ nhạt, cùng với đó là một đoạn hồi tưởng nữa về cuộc nói chuyện ngắn với Kusakabe về việc chú thuật sẽ trở nên mạnh hơn trước khi một người sắp chết. Thậm chí dù họ có tắt thở thì thuật thức hoặc một thứ gì đó liên quan đến chú lực vẫn sẽ có cách để ở lại. Nếu anh em còn nhớ thì ở chap trước, Hiruguma đã hồi tưởng một lần để tăng sức mạnh rồi, tức là đoạn hồi tưởng này báo hiệu cho cái chết của anh luật sư. Nhưng trước khi chết, anh đã kịp ném thanh kiếm của mình ra xa để giữ lại chút hy vọng cuối cùng. Quay trở lại với Sukuna, hắn sau khi đặt tay lên bụng Hiruguma thì đã cắt đôi người của anh tương tự như cách từng làm với Gojo. Lần này thì Nguyền Vương thật sự muốn chấm dứt trận chiến vì đã được thỏa mãn tâm nguyện nhìn thấy chàng luật sư dùng phản chuyển thuật thức và đâm một phát cuối rồi. Tuy nhiên hắn không biết rằng có một người khác cũng vừa dùng được phản chuyển thuật thức, thậm chí còn ở level cao hơn, đó không ai khác ngoài Itadori. Bởi lẽ chỉ cách vài phút trước, Yuji đã bị Sukuna nghiền nát hoàn toàn một phần bụng và còn bị chôn vùi bên dưới đống đổ nát, nhưng hiện giờ lại vô cùng sung sức, giống như là chưa từng bị một vết thương nào. Điều đó có thể là dấu hiệu đầu tiên cho việc Itadori sẽ sớm trở thành một đặc cấp trong tương lai gần, vì cậu chỉ mất vỏn vẹn 1 tháng để làm chủ được kỹ thuật mà người khác bỏ ra vài năm trời. Nói chung thì fan của Itadori có thể ăn mừng dần dần là được rồi, hào quang main chính đang trở về với đúng chủ nhân của nó. Quay trở lại với trận chiến, sau khi Yuji lao đến phía sau Sukuna thì thứ cậu chứng kiến là Hiruguma chỉ còn chút hơi tàn. Nhưng như đã nói ở trên, trước khi chết, anh luật sư đã ném thanh kiếm đi để Itadori có thể tiếp tục sử dụng nó kết liễu Sukuna. Câu nói cuối cùng trước khi chết của anh là: "Tôi đã làm xong những gì mà tôi có thể làm dưới tư cách là một chú thuật sư." Dứt lời, Yuji từ phía sau cũng vung xử hình nhân kiếm đâm thẳng về lưng của Sukuna. Trong đôi mắt của Main lúc này là sự đau đớn, sự căm phẫn tột độ, giống như lúc cậu chứng kiến cái chết của Nanami. Đồng nghĩa với việc cách mà Yuji tấn công Nguyền Vương sắp tới cũng sẽ điên rồ như cách cậu từng làm với Mahito. Và bằng mắt thường, anh em có thể nhận thấy kích thước của thanh kiếm bây giờ đã thu nhỏ, trông giống như một con dao găm hơn, nhưng uy lực và khả năng kết liễu Nguyền Vương chắc chắn vẫn sẽ không thuyên giảm so với phiên bản to bự ban đầu. Thậm chí khoảng cách từ thanh kiếm ấy đến cơ thể của Sukuna hiện giờ đang gần hơn bao giờ hết, chắc chỉ còn vài cm nữa thôi anh em ạ. Và chuyện gì đến cũng đến, khi trang truyện hấp dẫn nhất xuất hiện thì cũng đồng nghĩa với việc chapter sẽ kết thúc tại đây. Anh em ta cần phải chờ 1 tuần nữa để biết liệu Yuji có thể kết liễu gã phản diện bằng đòn này hay không. Riêng cá nhân mình nghĩ là không anh em ạ. Biết đâu tác giả còn đẩy sức mạnh của Sukuna lên đến cực điểm bằng cách trúng đòn nhưng vẫn chả bị làm sao ấy chứ. Sau chapter này, Hiruguma chính thức đã ra đi và kể từ chương sau, mọi sự chú ý sẽ dồn vào main chính. Mình thật sự trông chờ Yuji có thể đánh đấm một trận ra trò với Sukuna, ít nhất là phải cho gã phản diện nhớ được tên của mình. Ngoài Yuji ra, Choso có lẽ vẫn còn sống sau khi bị biến thành bánh donut, thậm chí Kusakabe và Ino tỷ lệ cao cũng sẽ trở lại. Cuối cùng, Yuta sau khi hạ gục xong Kenjaku cũng đã có khoảng thời gian tương đối để trở về. Hy vọng lạnh lùng boy này sẽ đến kịp lúc và tiếp tục chiến đấu chống lại Sukuna. Chỉ mong là khi trở lại ấy, trên trán Yuta không có vết khâu mà thôi. Và rồi, video phân tích chapter 247 ngày hôm nay cũng đã kết thúc tại đây. Nếu anh em thấy hay ho, đừng quên ấn cho Weibu Never Die 1 like, 1 đăng ký kênh nhá. Bây giờ thì ta đến với góc bình luận thôi nào. Đầu tiên là bạn Lê Quang Hào. Sukuna không dùng thuật thức lửa, có lẽ vì đó là thuật thức của vật chủ. Có thể là thế, nhưng cũng có thể là vì Sukuna không thích thôi bạn ạ. Chỉ với những sức mạnh đơn thuần như hiện tại đã đủ để bán hành khắp thế giới rồi mà. Một bạn giấu tên: Hiruguma Pro ơi! Biết là trong trận khốc liệt này, hy sinh là điều không thể tránh khỏi, nhưng cái chết của Hiruguma thậm chí còn đáng thương hơn cả Gojo hay là Hajime nữa. Tác giả ác thật sự đấy! Bình luận may mắn thứ 3 và cũng là bình luận cuối cùng trong video ngày hôm nay đến từ bạn Nezuko Love Shogun Raiden. Hai anh! Ok là, hello em nhá! Ảnh nền cute thế thì phải lên TV thôi nào! Cuối cùng, cảm ơn anh em đã đồng hành cùng mình trong video ngày hôm nay. Nếu muốn lên TV như ba bạn may mắn phía trên, đừng quên để lại bất kỳ câu hỏi nào hay ý kiến ở bên dưới nhé. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.